Thưa quý vị, những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ ngày càng được các startup chú trọng khi xây dựng những dự án khởi nghiệp của mình. Nhờ gắn với công nghệ, nhiều dự án của startup được đánh giá cao về tính kết nối, tác động hiệu quả đến người dùng, hướng đến phát triển bền vững. Và đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hai bạn trẻ này đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch tới thành phố Vũng Tàu. Để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi, các bạn đã tiến hành tìm hiểu thông tin về nơi mình sẽ đến tham quan. Tuy nhiên, khác với cách tìm kiếm như trước đây là lên mạng Internet đọc hết các thông tin, các bạn đã lựa chọn một hình thức hoàn toàn mới, đó là sử dụng bản đồ số hóa 3D. Khi mà tụi em lên trên mạng để tra những thông tin về Vũng Tàu hay là về tour du lịch hay là về khách sạn để ở, tụi em thấy rất là nhiều thông tin. Và cũng có nhiều bài review, cũng không biết là cái nào sẽ đáng tin cậy rồi cái nào là đúng thực tế. Thì lúc đấy tụi em rất là cần biết là không gian thực tế xung quanh Vũng Tàu có cái gì, rồi là vị trí ở đâu để chọn resort nào cho gần bãi biển nhất có thể, để tụi em có thể tiện thể đi ngắm cảnh rồi đi bơi rồi là đi chụp ảnh check in các thứ. Thì khi đấy tụi em tìm được cái Star Global 3D thì có sẵn một cái giải pháp là đúng thật lên trên mạng, và nhờ đấy tụi em mới có thể biết được là không gian thực tế là mình đi sẽ như thế nào, xem là góc nào là cái view biển như thế nào, rồi đọc tính tới là nó đến từ khách sạn tới bãi biển là bao nhiêu, tụi em biết được là nó gần hay xa. Bản đồ số hóa 3D mà nhóm bạn trẻ trên sử dụng là một sản phẩm của công ty Star Global, một startup chuyên về khai thác các giải pháp ứng dụng công nghệ quét 3 chiều. Công nghệ được tích hợp trong hệ thống bản đồ của Star Global 3D cho phép người dùng đi sâu vào các cấu trúc, các vật thể, thay vì chỉ nhìn thấy bên ngoài. Bên cạnh đó, bản đồ của Star Global còn tích hợp nhiều thông tin trên nền tảng 3D 360, cho phép người dùng tra cứu thông tin đa nền tảng. Đặc biệt, giải pháp bản đồ mới của Star Global 3D còn có thể kết hợp giữa hình ảnh 360 panorama và đám mây điểm có tọa độ, cho phép đo chính xác kích thước của bất kỳ vật thể nào trong không gian 3D đã được số hóa. Hệ thống còn có thể tích hợp cơ sở dữ liệu và thông tin đa phương tiện ở nhiều dạng khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, bản vẽ, mô hình 3D vào trong không gian đã được số hóa. Với nhiều tính năng ưu việt, bản đồ số hóa 3D của đơn vị này đã được cơ quan sáng chế và thương hiệu Mỹ USPTO cấp bằng phát minh sáng chế độc quyền. Bên mình đã ứng dụng rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Cụ thể như là lĩnh vực du lịch thì mình đã làm việc với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, số hóa qua giai đoạn là số hóa những cái địa điểm tham quan nổi tiếng của thành phố, hoặc là những cái đơn vị khác như là Mộc Châu này, ở Tây Bắc này, rồi những cái rất là nhiều những doanh về du lịch như là Vũng Tàu, Đà Lạt, thì những cái địa điểm du lịch đã đang dần dần được số hóa và nó trở thành một cái bản đồ số. Còn bảo tàng thì bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ là bảo tàng số 3D đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó đang có bảo tàng lịch sử, bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, bảo tàng mỹ thuật, những bảo tàng mà hệ thống bảo tàng khác trên cả nước mình cũng đang tiếp cận và triển khai. 37 tuổi mới khởi nghiệp, độ tuổi đối với nhiều người là khá muộn để khởi nghiệp. Nhưng nhờ lựa chọn con đường phù hợp là khởi nghiệp bằng công nghệ, nên anh Trần Duy Hào và Star Global 3D đã có được một số thành công nhất định. Từ doanh thu 500 triệu đồng khi mới thành lập, chỉ sau thời gian ngắn, con số ấy đã là 10 tỷ đồng. Thời nghiệp bằng công nghệ thì nó có thuận lợi là khi chúng ta, nó sẽ rất là mất thời gian để làm ra sản phẩm. Đặc biệt những sản phẩm nó có tính mới, tính sáng tạo. Tuy nhiên khi mà đã làm ra rồi thì nó lại giúp lan tỏa đến người dùng rất là nhanh. Và khi cái quy trình của mình đã chuẩn chỉnh rồi thì cái việc mà nhân bản cái giải pháp đó để mà triển khai thêm nhiều dự án nữa thì nó sẽ nhanh hơn là những cái dự án mà không ứng dụng công nghệ mà phải làm bằng thủ công. Đây là thiết bị xử lý nước do kỹ sư Lê Trung Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh cùng cộng sự nghiên cứu chế tạo. Thiết bị ứng dụng giải pháp xử lý cáu cặn bằng công nghệ trường điện từ cho hệ thống đường ống nước. Với giải pháp này, hệ thống đường ống nước sẽ không hình thành cáu cặn, không phát sinh rong rêu, đặc biệt là rất an toàn khi sử dụng. Để xử lý nước thì có rất là nhiều phương pháp. Trong đó có phương pháp là lọc cơ học. Phương pháp thứ hai là dùng hóa chất. Phương pháp thứ ba là dùng RO và còn nhiều phương pháp nữa. Phương pháp xử lý của công ty E-Water là chúng ta dùng sóng điện từ để tác động vào nước, để thay đổi cấu trúc vật lý của những vật chất nằm trong nước, thì làm cho giảm độ cứng
của nước mà không phải dùng hóa chất. Khi chúng ta giảm độ cứng của nước rồi á, thì cái việc mà lắng bám vôi trên hệ thống, trên đường ống nó sẽ giảm đi. Đồng thời là nước thải á, thì nó không có hóa chất, nó thân thiện với môi trường. E-Water là sản phẩm đầu tiên đánh dấu bước đầu khởi nghiệp bằng công nghệ của kỹ sư Lê Trung Hiếu. Nhờ ứng dụng công nghệ và ưu điểm xử lý cáu cặn, hệ thống đường ống vượt trội, nên sau thời gian ngắn xuất hiện, sản phẩm đã được lắp đặt ở nhiều tòa nhà, doanh trại quân đội trải dài khắp cả nước. Tức là ở đây là cái bộ điều khiển, nó sẽ được kết nối với cái cuộn dây xử lý nước nằm phía trên đây. Đây là cái đường ống dẫn nước mà chúng ta quấn dây tín hiệu lên đây để tạo ra từ trường, thì nước chạy qua đây là nó sẽ được xử lý nước, đặc biệt là nước cứng. Cái thiết bị xử lý nước mà chúng ta vừa xem là nó sẽ được quấn những cái đoạn dây điện như này đúng không ạ? Đúng rồi, chúng ta hình dung á, cái đường ống nước rất là dài, nhưng mà chúng ta chỉ cần quấn một cái đoạn ngắn ở ngay cái đầu nguồn thì cả hệ thống nước chạy qua đây đã được xử lý. Đó chính là thiết bị xử lý nước cứng. Vâng ạ, ngoài xử lý nước cứng ấy, thì là cái thiết bị này còn tạo ra một loại nước mà khi kết hợp với các chất phụ gia thì sẽ có thể cho chúng ta có những cái bông hoa nhiều màu sắc cũng như là giữ hoa được tươi lâu đúng không ạ? Bằng chứng là đây, đó là những cái hoa đổi màu rất là nhiều màu sặc sỡ mà chúng ta muốn, gần như bất kỳ những màu gì mà chúng ta muốn, kể cả những cái màu mà hoa không có trong tự nhiên. Và cái bình hoa này chúng tôi đã cắm ở cái trung tâm này là hơn 14 ngày rồi. Tạo ra được một cái sản phẩm mà giữ cho hoa tươi lâu á, là chúng tôi kết hợp 3 thứ. Thứ nhất là đường, đường cát chúng ta ăn á, kết hợp với nước tinh khiết, hoa xử lý từ trường và kết hợp với ion đồng thì nó sẽ giữ cho cây hoa không bị thối, không bị hôi. Đồng thời cây hoa hút nước rất là nhanh và trong nước nó có đường, nó giúp cho hoa tươi rất là lâu. Thì đó là cái sản phẩm mà chúng tôi nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn. À, có nghĩa là những cái sản phẩm này đã có mặt trên thị trường rồi ạ? Sản phẩm này hiện tại đã được thương mại hóa từ tháng Giêng năm 2022. Ngoài cái việc mà giúp cho cây hoa tươi lâu, giúp cho đổi màu cây hoa, thì nếu mà cái nước từ trường được nước từ trường á chạy qua cái hệ thống này và được lắp hệ thống tưới trong nông nghiệp, đặc biệt hệ thống tưới nhỏ giọt thủy canh, thì nó giúp cho cây trồng hấp thụ phân bón dễ dàng hơn. Và đặc biệt là những vùng đất bị nhiễm mặn và nhiễm vôi, thì những vùng đất đó phân bón và nước khó hấp thụ cho cây trồng, thì nó giúp tăng năng suất của cây trồng cho những khu vực nhiễm mặn và nhiễm vôi. Vâng ạ, một thiết bị nhưng có rất nhiều ứng dụng, ngoài dùng để xử lý nước cứng này, dùng để làm cái nước dưỡng cho hoa tươi lâu và tạo những cái màu hoa mong muốn, thì thiết bị này còn được xử lý trong nông nghiệp. Và như anh vừa chia sẻ thì sắp tới thì các anh còn có những cái nghiên cứu để tạo ra nước từ trường dành cho con người đúng không ạ? Và cái sản phẩm này thì vẫn đang trong phòng thí nghiệm, và chúng tôi cũng chúc cho những cái nghiên cứu của anh sớm thành công ạ. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Xin cảm ơn chị. Tận dụng công nghệ trong khởi nghiệp là hướng đi đang được nhiều startup như Star Global hay E-Water lựa chọn. Nhờ gắn với công nghệ nên sản phẩm của các startup này được đánh giá cao về tính kết nối, tác động hiệu quả đến người dùng, hướng đến phát triển bền vững. Có thể nói, những startup như Star Global, E-Water nói riêng hay các doanh nghiệp khởi nghiệp khác nói chung đã và đang đạt được một số thành công nhất định. Đơn cử, chỉ trong nửa đầu năm 2022, thị trường startup Việt đã diễn ra vô cùng sôi động khi ghi nhận hàng loạt vòng huy động vốn thành công với quy mô lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ. Thành công, nhưng các startup cho biết họ cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình khởi nghiệp. Một trong số đó là các giải pháp hỗ trợ chưa thực sự phù hợp và đầy đủ. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều startup khi bước vào con đường khởi nghiệp. Hy vọng những khó khăn ấy sớm được tháo gỡ để Việt Nam tiếp tục có thêm những kỳ lân công nghệ sánh vai với khu vực và thế giới. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường, nhiều cơ sở sản xuất gạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã chủ động đổi mới công nghệ. Nhờ đó, góp phần giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Là một trong những đơn vị sản xuất gạo lớn tại Cần Thơ, những năm qua, cơ sở này đã cung cấp ra thị trường nhiều loại gạo chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Nhằm nâng cao chất lượng gạo, cơ sở đã sử dụng hệ thống lò đốt máy sấy lúa tĩnh vỉ ngang bằng nồi hơi tầng sôi tuần hoàn đốt chấu, cho phép nâng cao hiệu suất, tăng chất lượng sản phẩm sấy, giảm giá thành sản phẩm và giảm ô nhiễm môi trường. Thứ nhất là trong quá trình sấy
thì nó khô đều. Cái thứ hai nữa là nó là giữ được màu. Màu lúa là mình đem dự trữ hàng hóa nhiều tháng vẫn màu, vẫn tươi, vẫn tốt. Cái thứ ba là sau khi sản xuất ra thành phẩm thành gạo thì cái mùi gạo thì nó không ảnh hưởng đến cái mùi khói bụi của hồi xưa. Bây giờ là nó rất là trong hạt, và thêm là cái mùi đúng hương vị của chất lượng gạo. Công nghệ nồi hơi tầng sôi tuần hoàn đốt chấu hoạt động theo nguyên lý. Hơi nước bão hòa từ nồi hơi tầng sôi được dẫn qua hệ thống đường ống dẫn hơi. Sau đó hơi được điều khiển bởi các van để cấp hơi vào các bộ trao đổi nhiệt. Hơi nước đi qua bộ trao đổi nhiệt sẽ ngưng tụ thành dạng lỏng và được gom về đường ống góp để dẫn về bồn chứa nước cấp cho nồi hơi. Sau mỗi bộ trao đổi nhiệt có lắp van một chiều để tránh hơi quay trở về bộ qua trao đổi nhiệt. Nhiệt độ không khí sấy được giám sát và điều khiển bằng van điện từ lắp trên đường hơi. Khi nhiệt độ không khí tăng lên khoảng 40 đến 60 độ C, van điện từ sẽ đóng, không cho hơi nước đi qua dàn trao đổi nhiệt nữa. Và ngược lại, khi nhiệt độ giảm xuống thấp hơn nhiệt độ sấy, thì van điện từ sẽ mở ra. Nhiên liệu và nước cấp vào nồi hơi hoàn toàn tự động và được điều chỉnh theo áp suất hơi nên đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu đốt và ổn định lượng hơi. Hơi nước sau khi qua bộ trao đổi nhiệt sẽ ngưng tụ thành lỏng và được thu hồi về bình chứa nước cấp nên tiết kiệm nước và nhiên liệu, nâng cao hiệu suất lò hơi. Sau khi sấy tầng sôi này á, thì cái nhiệt độ nó sấy là mình khống chế được, làm cho cái hạt gạo á, là giữ được cái độ gãy. Nó không biến động ở độ ẩm thì nó sẽ giữ được cái độ gãy. Thì so với tầng sôi với so với chụm mấy cái lò sấy thông thường á, thì nó sẽ chênh lệch nhau tương đối từ 500 g gạo đến là 1 kg gạo sẽ đạt hơn. Cái công nghệ máy bây giờ làm như mỗi cái là hầu như nó rất là chuẩn. Khi mình xuống mẻ thì nó cũng rất là nhanh, một ô vậy đó. Nếu có tầm 25 tấn thì anh em tôi chỉ là cần 3 người, chỉ giải quyết trong vòng không đầy nửa tiếng là xong. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh do khói bụi gây ra, cơ sở này còn thiết kế hệ thống các túi lọc bụi ở một số vị trí nhằm giảm bụi và hệ thống thu gom cho xỉ tự động vào bao chứa để giảm khói bụi ra môi trường. Cái công nghệ này là nó hiệu quả đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là trong bối cảnh mà cần nâng cao chất lượng sản phẩm gạo để chúng ta cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là đối với gạo xuất khẩu. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo, mang về 3,07 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, so với một số nước trong khu vực, chất lượng và giá gạo của Việt Nam vẫn thấp hơn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, một trong số đó là do công đoạn sau thu hoạch và chế biến. Vì vậy, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống máy sấy lúa gạo hiện có của các cơ sở để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nhiên liệu và giảm nhân công là rất cần thiết. Thưa quý vị, mới đây tại triển lãm ô tô quốc tế Detroit, một công ty khởi nghiệp của Nhật Bản đã giới thiệu chiếc xe máy tốc độ cao đầu tiên trên thế giới mang tên X-Turismo. Có thể bay lơ lửng trong 40 phút và đạt tốc độ 100 km/h ở trên không. Tại đây thì rất nhiều người đã có cơ hội lái thử chiếc xe đặc biệt này. X-Turismo có hai phiên bản ở Nhật và Mỹ. Công ty cũng đang chuẩn bị ra mắt phiên bản chạy điện nhỏ hơn vào năm 2025. X-Turismo sử dụng hai roto trung tâm lớn tạo lực đẩy nhờ động cơ ga của xe máy Kawasaki công suất 228 mã lực. Bốn roto điện phụ trợ nhỏ hơn được đặt ở rìa ngoài phương tiện để tăng độ ổn định. Công ty chưa tiết lộ phiên bản điện sẽ hoạt động như thế nào. Hiện nay, phần thân bằng sợi carbon siêu nhẹ của mẫu xe máy bay chỉ nặng 299 kg và dài 3,65 m. Phương tiện cũng sử dụng bộ điều khiển tự động được thiết kế để đảm bảo an toàn. Do quy định nghiêm ngặt đối với xe bay ở Nhật Bản, X-Turismo có ứng dụng hạn chế. Hiện nay, phương tiện chỉ được phép bay trên đường đua. Công ty Airwinds Technology hy vọng có thể sản xuất hàng loạt xe máy bay bằng điện để sử dụng trong đô thị và cứu trợ thiên tai, cũng như tìm kiếm và cứu hộ. Và với thông tin về chiếc xe máy tốc độ cao vừa rồi, thì ước mơ về một chiếc xe biết bay đang đến gần hơn, phải không thưa quý vị? Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.